Bình thường. Bắt đầu Hoàng Anh Gia Lai, Văn Toàn. Trên một pass. Rồi dứt điểm. Tỷ số là 2-0 cho Anh Gia Lai và đó là pha ghi bàn của Nguyễn Phong Hồng Duy. Văn Toàn, qua người. Do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby? Why do I love the way you are? Would always leave me. Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Trận đấu đã khép lại, trận đấu đã kết thúc dù cho trọng tài thứ tư còn chưa